Hogger bật khóc khi vượt 2.000 km đến tỏ tình nhưng bị từ chối hẹn hò. Cảm mến TikToker Gia Long, Khánh Linh quyết định đến với tỏ tình Hoàng Mỹ để thổ lộ nhưng bị từ chối hẹn hò. Khánh Linh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo cùng sự hoạt ngôn. Cô được ba chàng trai trong show hẹn hò tỏ tình nhưng từ chối. Tập 21 tỏ tình Hoàng Mỹ lên sóng với sự góp mặt của nữ chính Khánh Linh, sinh năm 2002. Ngay khi xuất hiện, cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách thời trang năng động. Hot Girl 10X cho biết khi tham gia show hẹn hò, cô đã vượt 2.000 km để có mặt tại buổi ghi hình với mong muốn thổ lộ tình cảm với chàng trai mà mình thầm thương. Ngay khi xuất hiện, Khánh Linh chiếm được thiện cảm bởi sự tự tin. Chia sẻ thêm về mẫu bạn trai, Khánh Linh cho biết đó là người sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Nữ chính thổ lộ, tôi là người yếu đuối bên trong nên cần có sự bảo bọc, che chở từ người con trai. Khi người yêu có vấn đề, tôi sẽ hậu phương để anh ấy phát triển. Cặp đôi trải qua thời gian trò chuyện, tìm hiểu về nhau. Sau khi Khánh Linh trải lòng về mình, Trung Huy bất ngờ bấm nút tỏ tình ngược. Anh cho biết bản thân rung động trước nguồn năng lượng mà cô gái 21 tuổi mang đến và mong nữ chính đồng ý ra về cùng mình. Trước sự chân thành của Trung Huy, Khánh Linh quyết định từ chối hẹn hò và mong cả hai có thể làm bạn của nhau. Không riêng Trung Huy, cả Quang Trường và Loan cũng bày tỏ tình cảm với Khánh Linh song bị từ chối. Hogger 21 tuổi cho biết cô đến với tỏ tình Hoàng Mỹ để thổ lộ nỗi lòng với Gia Long. Cô còn chuẩn bị một không gian hẹn hò ngoài trời để tạo sự bất ngờ cho người mình thương. Nói về lý do cảm nắng Gia Long, Khánh Linh thừa nhận, tôi hay xem các dự án sitcom và tình cờ lướt trúng dự án có anh ấy tham gia. Tôi cứ xem và bị cuốn hút bởi cách anh nói chuyện. Gia Long từ chối hẹn hò khiến Khánh Linh bật khóc. Khánh Linh nói khi biết cô vượt 2.000 km vào thành phố Hồ Chí Minh để tỏ tình với Gia Long, mẹ cô đã rất lo lắng. Nữ chính hy vọng bản thân có thể chinh phục được tình cảm của người mình thầm thương. Trong cuộc trò chuyện, Gia Long cũng thoải mái chia sẻ về cuộc sống của mình. Anh cho biết hiện tại vì công việc chưa thật sự ổn định nên đôi lúc nam diễn viên gặp tình trạng bất ổn về mặt cảm xúc. Gia Long hy vọng tìm được một người thấu hiểu để đồng hành với mình. Cuối cuộc trò chuyện, Khánh Linh gửi tặng Gia Long một món quà là gấu bông và một bài hát. Cô hy vọng nam TikToker có thể đồng ý ra về cùng mình. Trước lời tỏ tình của nữ chính, Gia Long từ chối hẹn hò vì xem Khánh Linh như một cô em gái. Anh trân trọng vì em đã có mặt ở đây. Nhưng anh xin lỗi. Chắc là khoảng cách địa lý là một chướng ngại lớn, chúng ta còn công việc và gia đình nữa, nam TikToker nghẹn ngào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.